Xin chào các bạn. Thì sau cơn sốt Transformer thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn cái game không biết là cũ hay mới, mình thấy nó cũng khá là thú vị ở cách chơi mới, đó là game Angry Birds Transformer trên Android. Ok, vào game. Game này vẫn của cái hãng Ryoto này, mình thích gọi thế, các bạn đừng nghe lắm mình. Đấy, sẽ lát vào game. Rồi, chơi rồi. Không biết game có gì mới không? Đấy, đây là giao diện chính của game, thì các bạn sẽ vào phần testing. Trong phần này thì chúng ta có bật tắt âm thanh và sync lên Facebook thôi, không có gì nhiều. Trên này thì các bạn sẽ có một số cái gọi là tiền trong game. Đấy, rất là đơn giản. Ở đây mình sẽ thử vào chơi bàn easy, rất là dễ thôi. Đây, vẫn có những cái giao diện khá giống với Firebird. À nhầm, Angrybird. Game này mình tạm dịch là chú chim máy giận dữ. Đấy. Rồi, chơi nhỏ lên. Bắn à? Ôi. Game này không phải là thể loại bắn ném đá giấu tay nữa, mà chuyển sang thể loại là bắn nhau. Đấy. Đấy là trên phía xa chúng ta có những cái con đường đi, và khi các bạn muốn bắn bắt đầu, các bạn ấn vào vị trí đấy thì nó sẽ bắn. Và cái này cũng cần giống như phá thôi, các bạn phải bắn là cho mà nó dễ phá nhất chẳng hạn, bắn vào những cái điểm yếu của địch rất dễ. Con chim chúng ta đã biến thành một người máy rồi, chết mà. Ngoài ra thì trên những cái ô này có những cái thùng thuốc nổ, các bạn có thể bắn vào đấy nổ nhanh nhanh đây chẳng hạn. Rất là đơn giản. Đấy, game khá là đơn giản thôi. Thì mỗi lần bắn các bạn sẽ được thêm một lượng tiền, và lượng tiền thì nhảy trên để dùng chúng ta nâng cấp sau này. Thì các bạn lưu ý. Không hiểu sao con chim từ con chim giận dữ bây giờ chuyển thành con chim máy giận dữ, và con này thì lại bắn phọt ra chứ không kiểu bay á. Bắn cái này. Nhạc trong game thì khá là hùng. Thế là các bạn chỉ có một đường chạy thôi, và các bạn có thể bắn lung tung và bắn vào địch. Không biết là bên này thì nó cũng chơi qua cửa theo kiểu Angry Birds bình thường. Tuy nhiên là nó lại chơi kiểu là bắn như này thì các bạn sẽ thấy là nhiều lúc nó dễ ấy hơn. Ok, khá đơn giản thôi, và có vẻ chúng ta qua được cửa rồi. Cửa này lâu lắm. Các bạn cứ bắn mẹo thùng thuốc nổ này cho nhanh. Đấy. Không phải nó nhiều. Rồi, chết thì mày đi. Láo với ông nhiều lần xong. Rồi, sau khi qua màn nữa lại chạy lên tàu vũ trụ, và con chim này thì khá là sida, nhưng mà cứ ở trên tàu nhảy xuống bắn nhau một lúc lại chạy lên tàu trốn đi. Rồi, đi rồi. Chúng ta sẽ sau khi đi xong chúng ta sẽ đến những cái cửa tiếp theo ở đây. Sau khi kết thúc màn thì các bạn thấy là chú chim ra bước ra hiên ngang, và có những cái thông số cho nên các bạn đã thu nhận được bao nhiêu quái trong cái màn vừa rồi. Và sau đó thì các bạn sẽ lại vào phần đây, vào phần giao diện chính này. Thì các bạn thấy sau khi chúng ta qua cửa này chắc chắn là cái đám mây mù này sẽ tan đi, và các bạn có thể đánh tiếp đến cái lâu đài chính như này cơ. Và nhìn chung đây là một cách chơi khá mới lạ của cái tựa game Angry Birds này, và các bạn có thể tìm hiểu và chơi ở link game đã cho phần description bên dưới. Và bài giới thiệu game của mình đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.